Tại xã An Hòa, huyện Tam Dương có một tuyến đường đi qua trung tâm xã. Người dân nơi đây thường gọi là con đường đau khổ vì đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay, không được đầu tư cải tạo, nâng cấp, làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân và làm xấu đi diện mạo nông thôn mới của địa phương. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại một năm trước. Còn đây là hình ảnh hiện tại, vẫn không có gì thay đổi. Mặt đường nhựa bị bong chóc, cày xới, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội. Để khắc phục tạm thời, chính quyền địa phương đã đổ vật liệu gạch vỡ, lấp ổ voi, ổ gà. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi chỉ sau thời gian ngắn, lại đâu vào đó. Chia sẻ với phóng viên, ông Thụy, người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn va chạm giao thông, đặc biệt là các em học sinh đi qua tuyến đường này rất khó khăn. Nhân dân chúng tôi là thôn Ngọc Thạch và kể cả xã An Hòa và tất cả các nơi đi qua khu vực này là đều như thế, là yêu cầu là tha thiết là cấp trên làm sao làm cho cái đoạn đường này để cho nhân dân chúng tôi đi và các cháu đi học mầm non này đi được an toàn bình yên. Tôi thấy là vừa rồi là một số các cháu đi qua đi lại, nhất là mùa mưa. Thế mà đi nó lầy lội mà các cháu ngã cứ huỳnh ngả gạch cả, rất khó khăn. Tuyến đường trung tâm của xã An Hòa nối từ đường tỉnh 309 đi cầu Bỉ La chạy qua các thôn Ngọc Thạch 1, thôn Hương Đình. Trên tuyến đường này có trường mầm non và trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã An Hòa với lưu lượng phương tiện khá lớn. Cái việc đi lại, giao thông đi lại tất cả trên tuyến đường này là rất khó khăn. Về những đợt mà mùa mưa thì báo cáo các anh chị là như là ao chuông, ổ voi, ổ hang hố này như là ao chuông. Vừa rồi nhân dân cũng rất là khắc phục, cố gắng là đổ đất, đổ xỉ để mà cũng có con đường. Đến bây giờ này nó cũng tạm thôi, nhưng thực ra cũng rất là khó khăn. Chúng tôi cũng tha thiết với lại các cấp trên quan tâm đến chúng tôi và quan tâm đến nhân dân, để cho có con đường đi lại cho nó thuận tiện, đỡ gây cái tai nạn giao thông và cái việc học hành của các cháu cũng là được thuận lợi. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Hòa, đây là tuyến đường tỉnh 306 cũ đi qua xã An Hòa, kết nối huyện Tam Dương đi cầu Bỉ La, đi huyện Lập Thạch. Tuy nhiên từ năm 2016, tuyến đường từ quốc lộ 2C đi cầu Bỉ La được đưa vào sử dụng, tuyến đường tỉnh 306 đi qua xã An Hòa dần bị lãng quên và ngày càng xuống cấp. Hiện tại, tỉnh đã giao cho huyện Tam Dương quản lý tuyến đường này với tên gọi mới là đường DH24. Tên gọi thì mới, thế nhưng diện mạo con đường vẫn không có gì thay đổi. Vẫn ổ voi, ổ gà, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân. Tuyến đường DH24 này thuộc Ủy ban huyện Tam Dương quản lý, có chiều dài khoảng hơn 1 km. Đối với tuyến đường này thì đã xuống cấp trầm trọng rất là nhiều năm nay. Thì đối với xã cũng đã rất nhiều lần đề nghị nhưng mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thì cũng đề nghị là cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng để mà triển khai thực hiện xây dựng con đường này để cho nhân dân thuận tiện đi lại, làm ăn sinh sống và sản xuất nông nghiệp và để tránh gây bức xúc cho bà con nhân dân trên địa bàn. Nguyện vọng của nhân dân xã An Hòa có một con đường phục vụ việc đi lại, giao thương là chính đáng, nhất là đối với một địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới và hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì việc đầu tư cải tạo nâng cấp đường giao thông trên địa bàn còn góp phần đảm bảo sự bền vững của tiêu chí nông thôn mới và quan trọng hơn là đảm bảo an toàn giao thông và đời sống người dân.